Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn tất cả các bạn tham gia chương trình này góp nhận 2.500 token có ký hiệu là BHC như thế các bạn. Tương đương của khoảng là 32 đô, 35 đô gì đó. Rồi để tham gia giá mình lấy phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch, các bạn bấm vào nút register. Rồi, các bạn bấm nút get free BHC nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Đầu tiên thì email của bạn nè, các bạn gọi địa chỉ email mình vào các bạn, rồi nickname các bạn tự đặt nha các bạn, rồi số điện thoại các bạn ghi số điện thoại mình vô các bạn, cộng 84 32 99 31 577. Rồi các bạn chọn xuống dòng thứ hai, cái dòng thứ tư các bạn chọn quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn. Tốc cần này vào ngày 15 tháng 9 nó sẽ cho mình giao dịch nha tất cả các bạn. Mình sẽ làm cố gắng mình làm fit name là tên của bạn nè. Ngày 15 tháng 9 cố gắng mình làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Last name là Văn họ. Tên với họ chứ, Quỳnh Văn nè. Rồi, xuống đây dòng thứ hai, dòng thứ ba các bạn đánh password mình share lại nha các bạn. Rồi dòng thứ cuối các bạn xác nhận password các bạn, password từ 8 đến 20 ký tự có ký hiệu đặc biệt cộng nhân dân các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi đồng ý. Rồi các bạn bấm nút register các bạn. À bảo mật captcha nữa ta. Dự án này là dự án chất lượng các bạn. You thank you for loving. Rồi, nó sau khi các bạn bấm nút register nó gửi về cho bạn một cái hộp thư, các bạn mở thư ra các bạn vào hộp thư để confirm mail thôi. Dự án này rất là dễ luôn. Các bạn chờ lâu chút các bạn. Rồi, nó gửi về này các bạn. Bitcard login. Rồi các bạn bấm nhấp confirm. Xin nhập mà chẳng Việt Nam biết không? Rồi bạn nhập cho xin up confirm xanh nha bạn. Chúng ta. Tại sao nó không gửi về cái mail confirm ta? Gửi về cái mail nói chúc mừng bạn đã thành công để kích hoạt. Bấm vào nút máy. Rồi mình login luôn các bạn coi được không các bạn? Vậy kèo này. Để mình login luôn nha các bạn, rồi được không nha các bạn. Để mình login luôn các bạn. Các bạn bấm vào nút login luôn các bạn, rồi được không các bạn. Đất quật sai để mình... Rồi các bạn bấm nút let go tên các bạn, mở mail vào các bạn. Mà này nó chẳng Việt Nam hay gì ta. Cầm phim nhấp vào đây. Đâu ta. Để mình tìm hiểu. À, các bạn nhấp vào một sign in các bạn. Các bạn nhấp vào một này nè các bạn. Click here your account nè. Rồi các bạn login thôi nha các bạn. Các bạn nhấp vào một chữ màu xanh. Rồi các bạn login thôi. Rồi các bạn bấm login các bạn. À, sau khi các bạn vào các bạn nhận được 250 token BHC nha các bạn. Có khoảng 32 đô 32 euro ạ. Rồi cái đây là link ghép của các bạn nữa các bạn.
đinh ghép của các bạn nè. Khoan khoan khoan, rồi mình tiến hành verify tài khoản nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch nè. Các bạn móc vào một lúc random khoan các bạn. Thôi các bạn, để mình hướng dẫn các bạn KYC luôn các bạn. Các bạn lướt xuống nè. Đây thì link ghép, các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè các bạn. Để mình xuống tìm. Rồi các bạn bấm nút Start KYC nữa các bạn. Bà chó nằm dưới đây nay kiếm không được. Rồi các bạn bấm vào nút Verify các bạn. Phan. Tiêu này đầu tiên các bạn. Này dễ thôi các bạn ơi. Fit name các bạn điền tên của mình nè. Tên ảnh nè. Là anh em họ Quỳnh nè. Quỳnh Văn nè. Đây thì Dali, để mình dịch qua cái tiếng Việt các bạn. Các phía không trực tiếp tiếng này. Đây thì ngày tháng năm của bạn, ngày sinh để mình chụp màn hình dịch đi. Đây thì nó nói day of birth là ngày ngày sinh nè các bạn. À, ngày tháng năm sinh nè. Ngày 22 tháng 6 năm 1991. My birthday date lay of birth này là ngày tháng năm sinh luôn hả trời. Ngày năm sinh. Các bạn ghi vô năm 1991 luôn đi. Continue register này là nó ở. Các bạn ghi vô ấp thành lợi các bạn. Các bạn ghi nó ở mình các bạn. Ấp thành lợi, xài dính chung. Còn Natoli này là quốc gia hay ta? Natoli này các bạn chọn quốc gia Việt Nam giúp mình các bạn. Cộng phone thì ghi số điện thoại vào. Cộng 84 đúng không? 32993157 các bạn. 329931. Còn ad này là sự ad này là cái địa chỉ nha các bạn. Ấp Thành Lợi, xã Vĩnh Trung. Rồi các bạn tải lên cho nó một cái bức ảnh với nhân giấy chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút submit nha các bạn. Để mình dịch lại cái mấy cái này có chính xác không nha các bạn. Bài a bit. Cái này là ngày cấp nha các bạn ơi. Dòng trên thì ngày sinh các bạn. Ngày sinh của bạn còn đây ngày cấp, mình sinh ngày cấp ngày 21 tháng 1. Năm nay 2008 phải không ta? Rồi các bạn gỡ lên một cái ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Các bạn bấm nút submit nha các bạn. Vì mình cắt mình gỡ. Rồi mình gỡ lên nha các bạn. Nói sao nữa trời. Pikachu boy Anonym. Gì trời. Rồi các bạn sau khi các bạn muốn gỡ các bạn lướt xuống hoài nha các bạn. Rồi bạn tiếp vào những dấu này nha các bạn. Tiếp hết vào. Rồi bạn bấm nút submit. Sao đang chạy chạy. You were different. Chết mẹ, lộn ngày tháng năm sinh này trời. Ngày 2 tháng 6. Để mình dịch lại các bạn. Trời, sao mình đủ giống ngày tháng năm sinh mình đúng rồi kia ta. Rồi các bạn gỡ lại cái nữa các bạn.
Em gỡ lên cây nữa. Bà chó quỷ cái xe này rất hối thiệt quá. Chạy điều khoản dữ rồi. 1 tít, 2 tít, 3 tít, 4 tít. Em chữ này em chạy. Bỏ đi. Và bạn ghi submit lên. Tải ơi, submit ta. Mạng yếu luôn. Lòng rồi các bạn ơi. Đọc thứ hai. Nghĩ lộn. Làm lại rồi. Trong bài app trên này các bạn ghi địa chỉ nha các bạn. App thành là xa dính chung. Dạ dạ dạ. Chồng con chi register là số giấy chứng minh nhân dân ông nội 352 0 1828 3873 24689. Napoli này là địa chỉ rồi ta. Napoli này gì ta đi. Lộn rồi, con chi là chị Giang Việt Nam chứ. Ok ha chứ. Con là xin lỗi gì là số giấy chứng minh nhân dân 352 nè 0128 3873. Gì nó mới chấp nhận. Rồi tại là một ảnh với mình nhân dân ở trước rồi các bạn. Submit. Thằng này được nè. Tiếng Anh quên hoài bạn ơi. Tiếng Anh quên hoài. Bấm submit. Tiếng này được nè. Tại tại sao không được ta? Kỹ chơi. Đa bi up. Chạy chạy sao không được ta? Này xẹt chấm các bạn ơi. Mẹ. Còn kia tháng năm sinh chấm nha. Quà chó 22 tháng 6 nè. 1991 nè. Không nhận mấy thằng nước ngoài nó gánh trời. Một hai đằng này không được nó nghỉ luôn á. 3 4 submit. Chạy chạy với cái tay chạy ơi gọi gọi mất là để copy cái thằng chữ này cái. Nó kêu gì thằng chữ này quà chó. Sao chép phần à, đi các bạn copy hàng chữ này nha các bạn. Bà Hà Nội gửi rồi nó kêu gửi nữa gửi lại nữa chó đẻ rồi các bạn gửi lên tay lên một ảnh rồi các bạn những chữ này nó kêu mình gỡ những chữ này lướt xuống nha các bạn. Nụ cười đường xa gió lạnh mưa và đời anh đắng các bạn bắt vào các bạn chị rồi các bạn tiếp vào các bạn rồi các bạn submit nè. Lần này không được nó nghỉ luôn chắc chắn 100% được. Bà nội lót chậm với ta. Đây cái dòng chữ này là các bạn nhấp vào tôi đồng ý nha các bạn. Mẹ nó.
chủ tích nè, các bạn ghi vào chữ A R R nè các bạn. Y gan nó gì đấy. Rồi các bạn nhấp vào nè, tôi đồng ý nè. Thằng này không được nữa thôi luôn, bỏ tay luôn. Mình chờ một chút nữa các bạn. Thằng này không được nữa, nghỉ luôn. Rồi nè các bạn, rõ ràng nè các bạn. User KC Verify để mình dịch qua cái. Nó nói nó dịch trong vòng mấy ngày các bạn. Thôi như vậy là nó đang xác minh danh tính của mình nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn không hiểu gì các bạn cứ để lại comment dưới mình trả lời các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.